Hello anh em. Thì trước mặt anh em đây là con Stradista FNL 2019. Con này đang được đề cử giải máy câu nước mặn 2019 tại ICAST của Mỹ ha. Rồi, mình sẽ dẹp cái hộp này sang bên. Thì dòng Stradista là một trong những đứa con ưu ái của Shimano. Tương tự như là bên con máy ngang thì có con Curado, có nghĩa là xuất hiện rất là sớm ha. Theo mình biết thì những cái model đầu của nó là điển hình như là Shimano Stradista FG, rồi tới FK, rồi tới C4 đó. Nó chảy qua rất là nhiều dòng Stradista ha. Anh em có thể lên YouTube gõ cái Shimano Stradista History thì nó sẽ cho anh em một cái giải hình ảnh từ những cái model rất là cũ kỹ ha. Thì con này giá của nó trên eBay hiện tại là $209, một cái giá không hề nhẹ ha, không hề nhẹ nhàng chút xíu nào. Thì con này mình chỉ đem về đúng một con để review cho anh em xem chơi ha, chứ cái giá này thì mình cũng chưa có khả năng để đem về nhiều. Thì con này nó sẽ có những gì so với những cái con những con đời trước. Rồi, thông số cơ bản của nó là Girito 6.4, Macrex 9kg nặng 225g, 7 ball bearing và 91cm cho một vòng quấn. Thì con này đó, thứ nhất là trên cái ball này, nói về màu sắc thì con này cho một cái màu silver mà sáng hơn cái con FK ha. Nó tự tự như là cái màu silver này, nó tự tự như con Ante ha. Trên cái bull thì nó sẽ nhấn được những cái đường nhấn đó là màu xanh lắc kê rất là đậm ha. Trong này nó có một cái miếng siêu, trong cái bull nó có miếng siêu, đây là long cast bull, long stroke bull, có nghĩa là cái đường chiều dài của cái này, chiều dài của cái chứa dây này nó hơn cái con cũ chút. Rồi, ngoài cái chuyện Hagen X-Ship và X-Pro Tech G Free Body thì con này có hai cái điểm mới, đó chính là cái micro module thế hệ thứ hai, đó là một bản nâng cấp của cái micro module mà mình đã nói ở những clip trước, và thứ hai là nó có thêm cái silent tool, có nghĩa là giúp cho con máy hoạt động một cách chân chu hơn ha. Còn nói thêm một cái chút xíu về ngay chân chỗ cái G-Free Body thì nó sẽ dời cái trọng tâm của con này đi sát vào cái đưa xích này hơn. Cái việc đó để làm cái gì? Việc đó để làm cho chống con máy bị gồng đó, quay rất là trơn mượt gồng ha, không có gồng máy. Rồi cái X-Protect đây, ngay chân chỗ này, trong này anh em thấy chữ X-Protect nó ngay chân tay mình ha. Thì trong cái buôn của con này, dở cái buôn này ra, cái chân học dưới này nó sẽ có tạo nên những cái khoang chứa, mà khi anh em vận hành con máy này lên thì cái khoang chứa nó sẽ đẩy những cái giọt nước đi ra ngoài để mà chống thâm nhập vào trong cái roller begin đó, đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Thì thiết kế, ngoài cái việc thiết kế ra thì nó có một chút khác biệt từ cái hộp cho đến cái màu của body ha, và cái những điểm nhấn ở trên cái con này thôi chứ không gì hết ha. Âm thanh nghe giòn ha. Thì đó, đây là cái tính sơ qua thôi, nghĩa là những tính năng cơ bản mình sẽ báo sơ qua cho anh em biết về cái con FNL 2019 này đó. Thì thí dụ như anh em có câu hỏi nào về thắc mắc về chuyên sâu về con này thì anh em cứ việc comment dưới cái video thì mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ngay sau cái clip này xong ha. Hôm nay mình về một cái lọt mồi Minnow
Từ trước giờ thì mình ít có khi nào bán cái dòng ba lữ này ha. Hôm nay thì mình có về một cái này dài chục con. Con này có chiều dài là 11 cm và nặng đúng 11 g ha. Con này khả năng của nó là clip led này nó có sẽ cho cái khả năng là nặng ở tầm 1,8 m ha. Con này khi anh em buông xuống nước thì tự động nó sẽ chìm một cách từ từ calm down, có nghĩa là chìm một cách từ tốn xuống như vậy, không có chìm cái dù mà cũng không có lượn mà nó sẽ chìm như vậy ha. Con này gọi là S110, nước sơn này của Nhật nghe anh em. Đây là ba lữ BKK số 6 ha. Thì con này có giá là 110.000. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979. Thì cái con này mình sẽ lấy ra một con để ngày mai mình phục vụ và quánh kèm chung với con gọi là Fixen 14 g. Vì hôm nay mới gài cái con cá ngựa làm dường như là nó đã học thêm một cái chiêu gì đó mà nó không ăn cố định một con. Thì đó là do những người bạn của mình đi thăm dò 2-3 bữa trước quýnh và cho cái kết quả như vậy. Cho nên mình hôm nay mình sẽ kết hợp để mà quýnh cái con này chung với con Fixen 14 g. Thì cái series cá ngựa theo mình đã coi như là rất là hoàn chỉnh về cái series cá ngựa. Nhưng mà nếu anh em nào cảm thấy nó còn thiếu sót cái gì đó thì cũng comment ở dưới cái video này để cho mình biết là thiếu sót cái gì để mình có thể làm thêm ha. Còn đối với bản thân mình thì cái series cá ngựa tới đây coi như là đã gần như hoàn chỉnh ha. Thì cũng cảm ơn anh em đã đón xem những cái video clip về series cá ngựa vừa qua đó. Ok, thì cái clip này cuối tuần này thì mình cũng chỉ muốn giới thiệu đến em cái con Shimano Cherix FNL mới 2019 và một cái sản phẩm mà tương đối là giá rất là dễ chấp nhận ha, nước sơn Nhật nhưng mà cái giá của Việt Nam ha. Rồi cảm ơn anh em nha.